Bữa nay chắc là quý huynh đệ có đem bài theo ha. Chắc là đem theo hết. Thôi thì chúng ta bắt đầu đi vào nội dung của bài học. Quan điểm. Hôm bữa học tới quan điểm mấy? Hai mấy? À, 123. Quan điểm thứ 123 như thế này, rồi chúng ta chuyển sang 124. Hoặc thời, hành tụ tức vô. Chữ này đọc là sao ha? Dư diệt. Hoặc thời tức là lúc còn sống, tức là sinh thời đó. Hành tụ, mà các cái chữ tụ này cũng đồng nghĩa là chữ uẩn. Tại vì đối với nhà Phật thì xem cái một cái sinh thể này nó gồm có năm cái nhóm, dịch là uẩn hoặc là tụ hoặc là dịch là ấm. Ấm là do ngày cưa mà là thập dịch, dịch theo cái nghĩa là nó ngăn che. Cho nên nói trong quan điểm 123 của thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ là lúc còn sống mà các hành uẩn á đã bị diệt hoàn toàn, nên không có cái uẩn gì chuyển, vô chuyển biến chữ uẩn. Thì cái quan điểm này nó đối lập với quan điểm của Bà La Môn. Là quan điểm Bà La Môn thì cho rằng có một cái ngã, nó tồn tại từ đời này sang đời đời kia. Trong những một vài bộ phái của 20 bộ phái có những cái quan điểm nó gần giống như quan điểm của Bà La Môn vậy, cho rằng có một cái ngã nó di chuyển từ kiếp trước sang kiếp sau. Mặc dù nhà Phật chấp nhận là luân hồi, là tái sinh, nhưng không có nghĩa là có một cái bản ngã nó trường tồn, nó bất sanh, nó bất diệt. Cho nên nói khi còn sống đó, các uẩn là theo duyên nó hợp nó tan rồi. Mà điều này khi đối chiếu với kinh điển Nikaya đó quý vị, thì quả thật Đức Phật nói không phải năm uẩn lúc nào nó cũng tồn tại đâu. Năm uẩn mình thông thường mình cứ hiểu nhầm rằng là năm uẩn lúc nào nó cũng tồn tại. Trên thực tế thì lúc thì cái uẩn này nó có mặt, lúc cái kia nó có mặt, chứ không phải là năm uẩn lúc nào cũng tồn tại. Nhưng mà nó gần như là nó đồng sinh khởi vậy. Nhưng quả thật là nó có nó do duyên, nó hợp, nó tan. Cái điều này là Sư Di Sư Hoàng nói như vậy là Sư Hoàng căn cứ trên một bài kinh. Bài kinh dạy cho sinh viên khoa đào tạo từ xa đó. Bài Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La. Khi Đức Phật dạy cho Tôn Giả La Hầu La quán về năm uẩn. Thì thấy rằng là năm uẩn á, là nó phải do duyên. Nó duyên hợp. Chứ không phải lúc nào cũng là thọ tưởng hình thức, lúc nào cũng tồn tại cùng một lúc. Cho nên quan điểm của Hữu Bộ thì cho rằng lúc còn sống các uẩn còn bị diệt. Chứ nó chỉ diệt hoàn toàn thì nghe nó tức là vô dư diệt, tức là diệt không còn cái dư sót á, thì nghe nó hơi tuyệt đối hóa. Cho nên thực tế thì nó bị sanh diệt tùy theo các duyên, do các cái điều kiện. Nên nếu quan điểm của Hữu Bộ cho rằng không có một cái uẩn nào di chuyển từ kiếp trước sang kiếp sau, dẫu rằng là thức uẩn đi, cái thức uẩn, cái mà học tri thức mình gọi là cái a la gia đó, thì cái a la gia nó cũng do cái duyên sinh. Cái mà mình sống mang cái chứa đựng ở trong khi mình sống đây, khi mình mất đi thì những gì mà nó lưu lại trong a la gia không phải là nó mang theo hết toàn bộ, mà nó cũng do các cái điều kiện khiến cho hột giống đó nó có thể là nó giữ nguyên,
hoặc là nó bị biến dạng, hoặc là nó bị mất đi. Cho nên ngay cái hạt giống, tức là cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp, cái ngữ nghiệp mà nó tạo thành cái tập quán nghiệp rồi á, có chetana tác ý, có chetana chú ý đính kèm á, nhưng nó vẫn là không hoàn toàn nguyên vẹn. Cho nên những gì mà gọi là chủng tử, nó đã trở thành hột giống rất là già chắc rồi, thì nó mới lưu lại và nó có thể phát khởi trong những kiếp về sau. Thì quan điểm này thì theo sư Hoàng thì không có gì để bàn nhiều. Ở đây có điều lưu ý đối với bản dịch của Thượng Tọa Thích Hạnh Bình. Thượng Tọa dịch như sau: những gì sinh hoạt trong cuộc sống được lưu giữ bởi hành, chúng không bị mất. Cái chỗ mà chúng không bị mất á, nó hơi ngược với cái nghĩa ở trong cái bản văn gốc, cho rằng là những gì sinh hoạt trong cuộc sống được lưu giữ bởi hành. Thì nếu mà cái câu còn ở đây không á, không có đối chiếu bản gốc thì vẫn có nghĩa. Thì theo Theravada đó, cái thời này là Duy Thức Tông chưa ra đời, nếu có ra đời đi nữa cũng chỉ là cái manh nha thôi. Thì quả thật á, cái hành động hoặc là cái lời nói ý niệm của mình nó được lưu giữ ở trong hành uẩn đó, Sankara Skanda. Cho nên khi mà dịch á, chữ mà hành uẩn đối với 12 nhân duyên thì dịch là hành nghiệp. Chính cái này tức là Sankara Kama, tức là nghiệp. Nghiệp này là nó đi tái sinh, nó dẫn dắt là nó lưu lại. Thì cái câu này thì nếu mà dịch á, những gì sinh hoạt trong cuộc sống được lưu giữ bởi hành, không có đối chí với bản gốc là đúng. Nhưng mà đề là chúng không bị mất á, thì nó hơi khác với cái chữ gốc một chút. Rồi đoạn sau: nhưng điều đó không đồng nghĩa các uẩn không có sự chuyển biến. Thì nó hơi xa, dịch nó hơi xa, khác với vô chuyển biến trừ uẩn. Ở trên bản dịch sư Hoàng là nên không có cái uẩn di chuyển, nó mạnh mẽ, nó rõ ràng, câu nó dứt khoát. Còn trong cái bản dịch là nhưng điều đó không có đồng nghĩa, chỗ này nó giống như được thêm vô. Cách dịch này là cách dịch giải thích. Rồi các uẩn không có sự chuyển biến. Thì vô chuyển biến chư uẩn. Thì dịch này thì sư Hoàng nghĩ rằng là nó không sát chân bản. Thì cung cấp thêm thông tin để quý huynh đệ suy nghĩ. Học phải có tư duy, đối chiếu một chút. Mà đây là một cái cách học mà khi quý vị học cao học á, và tiến sĩ là nên làm ở cách này. Quý vị thấy cái tác phẩm luận án tiến sĩ của Hòa Thượng Minh Châu không? So sánh kinh Trung Bộ với Trung A Hàm á, Hòa Thượng so sánh từng câu vậy, từng bài kinh, từng câu, rồi từ đó mình mới bóc tách ra lấy những điểm cốt lõi suy luận, có thể là rất là hiện, nó rất rõ ràng. Có những vấn đề nó chưa rõ ràng thì mình phải suy luận. Thì quan điểm hoặc thờ hành tụ tức vô dư diệt, vô chuyển biến chư uẩn, thì sư Hoàng cho rằng là nó rất phù hợp với cái giáo lý phổ quát thôi. Cho nên không có một cái uẩn di chuyển nào hết, nó do duyên. Ví dụ như thọ nó đâu có mang theo, tưởng đâu mang theo, nó chỉ còn có cái hành. Nếu xét theo Theravada là hành uẩn mang theo, do thức lúc bây giờ cũng hết. Mà ngay cả cái hành nó cũng là do các cái điều kiện yếu tố cái gì mà nó mạnh mẽ, nó còn mới
nó mới phát huy được sức mạnh của nó. Nếu không có mạnh mẽ thì nó không phát huy được sức mạnh, thì nó không tạo được nghiệp. Cho nên không phải tất cả mang theo. Qua cái truyền thống Duy Thức Tông á, thì cho rằng là A-la-gia. Khi nào một quý thầy cô lớn lớn so sánh hai cái hệ thống tâm lý học Phật giáo chỗ này sẽ hoàn nghĩ lý thú. Cái cách của Theravada và cách của Duy Thức Tông nó khác hoàn toàn, khác nhiều điểm lắm á. Như Theravada cho rằng cái hành uẩn mới là cái uẩn, nó tập hợp với nghiệp và nó dẫn dắt đi tái sinh. Và trong đó nó khi kiếp sau là nó biểu hiện từ những cái hạt giống ở trong hành uẩn này. Còn ở trong Duy Thức Học quý vị đang học đó, thì cho rằng nó lưu giữ ở trong cái kho A-la-gia. Nhưng mà A-la-gia nó nằm trong cái nhóm thức chứ không phải nằm trong nhóm hành. Khi nào quý vị lớn lên rồi dành thời gian nghiên cứu ha, cũng giống như nghiên cứu hệ thống tâm sở vậy đó, của Duy Thức Học cũng như của hệ thống Abhidhamma, cũng có nhiều điểm khác biệt nữa. Quý vị có cơ hội học và đối chiếu thấy hai hệ thống cũng có nhiều điểm rất khác biệt. Quan điểm 124, hữu xuất thế. Xuất thế gì? Hữu xuất thế gì? Tỉnh lự, tập trung nhìn để học. Tức là có cái loại tỉnh lự xuất thế. Tỉnh lự xuất thế là khi mà cái tâm của Bậc Thánh thì đã an trú, cũng là trong định, nhưng định đã định xuất thế. Đơn giản là vậy. Còn khi mà chúng ta phàm phu, chúng ta dẫu rằng là có nỗ lực tu tập thiền chỉ đi nữa cũng là thiền chỉ, là phàm phu, ở trong cái dạng là sắc giới thôi. Sắc giới thì đâu có xuất thế được, đúng không? Chúng ta có nỗ lực tu tập thiền chỉ nữa cũng đạt đến thiền chỉ gọi là sắc giới thôi. Rồi vô lên đến tứ không nữa cũng là vô sắc giới thôi, chứ chưa phải xuất thế. Nhưng mà cũng là thiền chỉ, thiền quán. Nhưng mà cái bậc thánh thì lúc bây giờ cái trạng thái cái thiền chỉ, thiền quán đó hoàn toàn đã vắng mặt. Các cái nhiễm ô, các cái phiền não, các cái triền cái thì lúc bây giờ là xuất thế. Quan điểm 125, tầm diệt hữu vô lậu. Tầm cũng có loại tầm vô lậu. Thì thông thường tầm Vitakka, Vitakka chữ Bali, tầm là tìm kiếm đối tượng. Không phải ngồi mình vẫn vơ, mình đi tìm mình kiếm đâu. Mà cái này là an trú tâm của mình ở mức độ là chưa khít khao. Tức là mình đã thấy được cái đối tượng. Ví dụ như hơi thở đi, mình 95% tâm của mình đã an trú trong hơi thở, cho nên nó không có rời. Hoặc là mình an trú trên một đề mục khác, tâm mình đã gắn chặt như thế gọi là tầm. Tứ là dán chặt vô, bất động ha. Tứ là dán chặt. Còn tầm trong kinh sách nói như con ong vậy đó, nó đừng bay vòng 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 vòng, nó ở trên cái hoa. Nó tìm được cái hoa. Hoa này là nó biết là có mật. Nó bay trên đó để nó tìm cái chỗ nó đưa cái vòi vô. Thì lúc mà nó bay trên cái hoa đó gọi là tầm. Nó đưa cái vòi vô, nó hút mật một cách say sưa gọi là tứ. Cái tâm của hành giả mà lúc bây giờ an trú trên đề mục một cách là bất động, không bị tác động bởi các cái duyên cảnh bên ngoài gọi là tứ. Còn khi chúng ta đang dẫn tâm, hướng tâm, tập trung tâm trên một cái đề mục, cái đó gọi là tầm. Thì Vitakka cũng có loại vô lậu. Thì hữu lậu thì cũng có vô lậu thôi, đúng không? Bát chánh đạo cũng có bát chánh đạo hữu lậu, bát chánh đạo vô lậu. Như vậy bát chánh đạo nó gồm có chánh kiến đến chánh định. Thì chánh định hữu lậu thì vẫn phải có chánh định vô lậu. Mà chánh định thì nó bao gồm luôn tầm tứ hy lạc nhãn tâm, các cái thiền chi, đúng không? Cái này mình loại suy được. Cho nên một bậc thánh với tâm mà tâm vô nhiễm, tâm thuần tịnh, tâm tịch tịnh, thì lúc bây giờ các vị ấy chỉ cần dẫn tâm, hướng tâm đến, lập tức cái tâm này là tâm vô lậu, bởi vì có đạo chi, nó thuộc vào đạo chi, tức là nó hướng đến cái đạo quả.
lấy đạo quả làm đối tượng, và cái này chỉ là cái dẫn xuất. Quan điểm 126, hữu thiện thì hữu nhân. Có thiện là cũng là có nhân. Như vậy nếu mà dịch thì cái câu này không, chúng ta khó hiểu nghĩa gì thì chúng ta phải đi truy cứu. Chứ giờ có thiện cũng có nhân là sao? Câu chúng ta không hình dung được nghĩa. Thì coi thứ ba, bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang dịch như thế nào? Hòa Thượng Trí Quang dịch là cũng có cái thiện pháp làm nhân tố cho ba cõi. Các bộ pháp Phật giáo tiểu thừa thì dịch thiện là nguyên nhân của hiện hữu. Cái chỗ này tham khảo hai cái bản dịch thì thật sự mà nói thì khó mà dựa vào cái bản dịch nào để xác định được cái nghĩa lý của nó. Nhưng mà chúng ta nếu mà hiểu một cách nôm na như sư Hoàng á, hữu thiện thì hữu nhân, tức là mà ngay trong cái đời này mình có cái thiện căn phước đức nhân duyên gì thì phải có quá khứ, có cái nhân lành trong đó. Nếu mà trong quá khứ không có cái nhân lành á, thì kiếp này không có trổ được cái quả phước. Đó là cách mà hiểu đơn giản vậy. Còn nếu chúng ta căn cứ vào bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang, cũng có cái thiện pháp làm nhân tố cho ba cõi. Cái thiện pháp làm nhân tố cho ba cõi là sao? Câu này cũng không rõ nghĩa. Rồi bản dịch của các bộ pháp Phật giáo thừa, thiện là nguyên nhân của hiện hữu. Thiện ác gì nguyên nhân hiện hữu? Cái hiện hữu này có những người ác, nó biểu hiện cái ác. Động vật, cọp, gấu, bèo, nó cũng phải có cái ác nhân của nó. Bây giờ nó cũng hiện hữu vậy. Đâu phải chỉ có cái thiện mới hiện hữu. Ác nó cũng hiện hữu vậy. Thành căn cứ hai cái bản dịch này thì thấy nó hơi mơ hồ. Mà Sư Hoàng thì chưa tìm ra cái nào để cho nó thỏa đáng nhất. Mình chỉ hiểu theo cách hiểu của mình thôi. Mà cách hiểu của mình thì Sư Hoàng cũng không có bảo đảm rằng là mình hiểu đúng. Cái này chúng ta phải khách quan, đừng có chủ quan. Đừng chủ quan nghĩ rằng là cái gì mình hiểu là 100% là đúng không? Không có bảo đảm. Sau này quý thầy cô cũng học cũng nên có cái tư duy khách quan, không nên chủ quan hoàn toàn. Nên Sư Hoàng cũng thừa thiệt như thế. Giờ bản dịch giữa này, hai bản dịch này mình thấy khó hiểu quá. Mình dịch cái câu sát là gì? Thiện, hữu thiện, tức là có thiện. Thì mình có thể dịch là tức làng được, là có nhân. Nên là cái gì không có nhân? Cái nhân mới có cái hiện hữu chứ. Mà nhân này, nhân thiện, nhân ác, nhân vô ký cũng có hết chứ. Đâu phải chỉ nhân thiện không? Không? Câu này thì Sư Hoàng hiểu như thế thôi. Quan điểm 127, đảng dẫn. Đảng dẫn tức là dịch từ chữ được dịch từ gọi là thiền chứng. Chữ thiền chứng thì nó có một chữ nữa là samapatti. Samapatti tức thiền chứng. Mà các bộ pháp Phật giáo tiểu thừa thì dịch là chữ samadhi. Mấy cái chữ này thì nó cái nghĩa nó gần giống nhau. Chữ samadhi là chỉ cho trạng thái định, nó rất là phổ quát. Còn thiền chứng là chỉ cho cái trạng thái chứng đắc, cái trạng thái ngay nơi đó. Còn cái quá trình mà nỗ lực tu tập á, gom tâm, hướng tâm vân vân, đoạn trừ năm triền cái mọi thứ, cái này nó gọi là samadhi. Cho nên hai thuật ngữ này thật ra nó cũng có sự khác biệt á, chứ không phải là giống nhau hoàn toàn. Nhưng bên cạnh đó nó cũng có những cái nét giống. Cho nên nếu mà chữ trạng thái đẳng dẫn á, mở ngực đơn theo tiếng Pali samapatti á, hay gọi là thiền chứng đó, thì đó là tại đẳng dẫn vị, tức là địa vị đẳng dẫn, tức là ở tại cái thời điểm đó.
tại định dẫn vị trung, dịch là phải chữ ngay chữ trung nữa, tức là trong cái địa vị định dẫn hay là trong cái trạng thái định dẫn, vô phát ngữ giả là không có phát ra âm thanh. Bởi vì quan điểm này nó đối lập với quan điểm đại chúng bộ. Đại chúng bộ thì họ cho rằng là diệt hữu ở tịnh tác ý. Nhưng mà một số vị trong bản trước thì dịch là một diệt hữu tránh tác ý. Chữ tránh này dịch là rối loạn, nổi loạn, nó khởi lên. Cho nên ngày khi cơ thì ngày dịch là chữ tránh. Nếu mà dùng cái chữ này thì phải dùng chữ bộ ngô mới đúng, chứ không phải bộ thủy. Nhưng mà nếu nó đối lập với quan điểm của đại chúng bộ, thì đại chúng bộ là cho rằng là hữu phát ngữ ngôn. Tại đảnh dẫn nếu mà vô được cái trạng thái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, phát ngữ ngôn mà sao nói thưa quý vị. Tập trung tâm ý vô một cái đề mục rốt ráo như thế, ta không có cái nhu cầu nói. Cũng không biết là trong trường hợp này muốn mô tả là phát ngữ ngôn là sao, nghe ngữ ngôn hay là phát ra. Nếu mà phát ngữ ngôn thì khi mà vô trong tu thiền thì không có phát. Nhưng mà ở trong cái địa vị là cận định á, thì nói được. Ví dụ Đức Phật á, là Đức Phật không phải lúc nào ở trong, theo truyền thống đại thừa thì cho rằng Đức Phật luôn luôn ở trong đại định. Nhưng theo truyền thống nguyên thủy cho rằng Đức Phật ở trong trạng thái cận định. Tức là Đức Phật giữ một cái trạng thái tâm mà có thể quan sát được tất cả các pháp. Chứ không phải là chỉ nhiếp niệm trên một cái đề mục cố định. Nếu mà trong một đề mục cố định như trong nhiều vị kinh, gọi là trong cái nhóm kinh mà hy hữu vị tình hữu pháp trong Trung Mã Hàm, kể chuyện mà Đức Phật ngồi thiền mà 500 cổ xe bò đi ngang qua, Đức Phật nghe. Các bạn là môn hỏi, nó Đức Phật nghe, nó đâu ăn thua gì. Hồi nãy là trời mưa to gió lớn, có sét, tiếng sét vang lên đánh chết 3 con bò mộng ở giữa đồng, Đức Thế Tôn nghe nữa không? Thì trong trạng thái mà đại định như thế thì Đức Phật không có nói, hay cái vị Thánh Đăng A-la-hán không nói, không nghe vậy đó. Tức là hoàn toàn an trú trong cái đề mục của mình. Sự thật thì chúng ta chưa chứng thiền nên chúng ta cũng không có nói hết được cái trạng thái này, đúng không? Ở đây có thầy cô nào chứng đắc thiền định nói sư hoàng mừng. Chứ cũng biết đâu cũng có vị tu cao siêu đắc đạo sao, phải không? Trong sinh viên của khoa triết này chỉ biết đâu cũng có những vị tu rất là cao siêu. Cho nên nói quan điểm ở đây nói là tại đảnh dẫn vị, đảnh dẫn vị trung, đảnh dẫn vị trung vô phát ngữ giả, tức là ở trong trạng thái đảnh dẫn hay thiền chứng thì không phát ra ngôn ngữ âm thanh. Thì Giác Hoàng cho rằng cái quan điểm này nó gần với quan điểm Theravada hơn. Samapatti nè, đảnh dẫn dịch là thiền chứng á, nó gần với Theravada hơn. Quan điểm 128, bát chi thánh đạo thì chánh pháp luân, tức là bát chi thánh đạo đều là chánh pháp luân, tức là đều là bánh xe chánh pháp. Thì bát chánh đạo thì thưa quý vị, thì bát chánh đạo nó gồm 8 chi, thì 8 câm, thì giờ từng cái câm nào thì nó cũng phải thuộc, nó thuộc về pháp luân thôi. Câu này đâu có gì phải đặt vấn đề, phải không? Bánh xe pháp nó gồm cả 8 chi 8 câm, thì từng bộ phận nào ở trong bánh xe pháp thì cũng phải nằm trong bánh xe pháp chứ. Cho nên chánh kiến hay là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định nào, một phần nào cũng thuộc là chánh pháp luân hết. Chứ không cần thiết là phải đủ. Dĩ nhiên là nếu chúng ta tu trọn vẹn thì là 8 chi này nó phải đều có mặt ở nơi một hành giả hết. Phi Như Lai ngữ
giai vi, chuyển pháp luân, chứ không phải là lời nói của Như Lai mới là chuyển pháp luân. Như vậy thì cái quan điểm này ấy, cho rằng là ai mà hành trì chánh pháp ấy, một phần nào của bát chánh đạo cũng là chuyển pháp luân rồi đó, chứ không phải là chỉ lần nói Như Lai mới là chuyển pháp luân. Thì cái này cũng đúng thôi, thưa quý vị, đúng không? Bây giờ quý vị chỉ cần mà chánh nghiệp hoặc là chánh mạng, các Phật tử tín đồ họ nhìn vào quý thầy quý sư cô, họ khởi cái tâm cung kính hoan hỷ, họ phát tâm quy hướng tu hành, thì chỉ cái thân tướng của quý sư cô cũng là đang chuyển pháp luân, chứ đâu phải là phải một vị trưởng lão hòa thượng nào phải giảng cái thuyết pháp cho giữ, nói cho nhiều. Chỉ cần cái thân tướng trang nghiêm thôi, một phần nào trong bát chánh đạo cũng là chuyển pháp luân rồi. Thì cái quan điểm của Hữu Bộ về phương diện này rất là thoáng. Nghe, cho nên nó quan điểm ở đây, Đại sư Hoàng Chú, quan điểm này nó có như, nó vẻ như là đối lập với quan điểm thứ ba của Đại chúng Bộ vậy. Đại chúng Bộ thì chư Như Lai ngữ giai chuyển pháp luân, tức là tất cả lần nói Như Lai đều chuyển pháp luân. Còn ở đây cho rằng là bát chi thánh đạo đều là pháp luân rồi, tức thực hành một trong trong các chi phần, một trong trong bát chánh đạo là được xem như chuyển pháp luân. Quan điểm 129, phi Phật nhất âm nên thuyết nhất thuyết pháp, là không phải một âm của Phật có thể nói tất cả pháp. Quan điểm này là nó đối lập với quan điểm của Đại chúng Bộ. Cho nên Đại chúng Bộ thì có cái khuynh hướng là tuyệt đối hóa, có khuynh hướng là thần thánh hóa, có khuynh hướng là như là đôi khi nó một số điều là nó phi thực tế. Còn quan điểm của bộ phái không phải một âm của Phật nói tất cả pháp. Vấn đề ở đây chúng ta không biết cái chữ gốc nhất âm của thời xưa ta muốn chỉ cái gì. Sự thật là cái việc dịch ra là khó khăn lắm quý vị. Giáo hoàng đã từng làm cái công tác phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt ấy. Kính thưa quý vị, đã dịch sai từ lưa hết á. Mà xin lỗi chứ dân cả tiến sĩ, và trong đó thỉnh thoảng của sư, trong đó có cả sư hoàng, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thôi. Mà đang ngôn ngữ hiện đại chúng ta đang học đó, mà dân tiến sĩ không đó, nói ra thì mấy cỡ. Mà sự thật là dịch sai mênh mang trời đất luôn. Nhiều khi mà biên tập lại, nhiều khi mình nói xong, xong mình nói để mình dịch cho nó nhanh cho rồi, sửa cái bản dịch thì mất công. Cái đó là cái sự thật. Cho nên cái khổ nổi cái chữ xưa không biết để dùng cái chữ đó là gì. Giống như bây giờ trong kinh điển Bali nhiều chỗ có nói Đức Phật cầm đầu, Đức Phật cầm đầu tăng chúng. Đức Phật là vị đạo sư dẫn dắt tăng chúng chứ sao cầm đầu. Cầm đầu là chỉ cho cái bọn cướp ấy. Cái ngôn ngữ hiện đại là bọn cướp ấy mới là cầm đầu. Mà quý vị đọc kinh điển đi ra coi, hàng loạt rất nhiều từ dịch nó không có diễn đạt được. Nhưng mà nếu chúng ta mà chấp ấy, sao nói Đức Phật mà cầm đầu, phải không? Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng muốn nói rằng là dẫn dắt, Đức Phật dẫn dắt, hay Đức Phật là bậc chỉ đường cho tăng chúng. Nhưng phải Đức Phật cầm đầu, cái từ khái niệm cầm đầu. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu như thế thì chúng ta do các vị là vụng về trong khi dịch, tức là dịch chưa có trong sáng theo cái nghĩa tiếng Việt, thì bản thân cái chữ Hán đây cũng vậy. Do đó mà khi giáo hoàng có cơ hội đọc kinh Trung Bộ bằng tiếng Bali, giáo sư hoàng dạy kinh Trung Bộ đối chiếu với Trung Hàm,
nhiều điểm tương đồng nhưng nhiều điểm dị biệt ghê lắm quý vị. Mới biết rằng cái việc dịch thuật là không đơn giản thế nào. Đối chiếu với bản dịch của Tỳ Khưu Bồ Đề, đối với ông Thích Nhất Sa Rô, với bà IBN, khác một trời một vực luôn. Bây giờ như đơn giản chỉ Blessed One, chữ Đức Thế Tôn ấy, là đấng của thế gian tôn trọng, đấng mà được thế gian tôn trọng. Nhưng mà dịch là The Blessed One là bậc gì? Bậc ban ân phước. Nó chẳng khác nào giống như là ông Thượng Đế vậy đó. Blessed One. Cho nên cái việc mà dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán đã là khó rồi, từ tiếng Hán dịch sang tiếng Việt nếu không sát nữa là nó sai. Nó sai một trời luôn. Cho nên là do chúng ta không có bản gốc. Mà nếu có bản gốc là chúng ta học mệt lắm á. Bản gốc là chúng ta phải đi mày mò từng chữ Bali Sanskrit mà học để cho nó thấu đạt là cũng mệt á. Cho nên đây là chúng ta chỉ chữ Hán thôi. Phi Phật nhắc âm, nên thuyết nhân thiên pháp, tôi cho rằng không phải là Phật sử dụng một âm mà nói tất cả pháp. Đó, nhìn theo cái hiện tượng thì đúng thôi, Phật không thể dùng một âm nói tất cả pháp được. Bây giờ trong một thờ này là nếu mà âm là có âm trách, âm bằng, phải không? Đủ nhiều âm hết ngay trong một ngôn ngữ. Rồi Đức Phật sử dụng nhiều ngôn ngữ ở quốc độ Ấn Độ. Ấn Độ lúc giờ chia thành 16 quốc gia. Đức Phật là bậc là tinh thông nhiều ngôn ngữ khi còn là Thái tử. Rồi Đức Phật lên cõi trời. Cõi trời thì nó có cái điều kiện như thế này. Đúng là nói cái ngôn ngữ nào á thì nó đọc được tha tâm thông. Vốn là họ có phước báu nên họ cảm nhận được cái ngôn ngữ đó, chỉ mình khởi ra cái ý niệm lập tức là hiểu. Cho nên nói ngôn ngữ gì họ cũng hiểu được. Cái đó là cõi trời. Đối với cõi người và các loài động vật, động vật thì nó cũng cần có những cái ký hiệu nhất định để nó hiểu. Và ở một phần nào nữa nó cũng cảm nhận được cái năng lượng ở mức độ nào đó thôi. Chứ nó cũng có ngôn ngữ riêng chứ. Nói với con chim, nó líu lo trên cành, nó có ngôn ngữ của nó. Chứ nghe con chó sủa gâu gâu gâu, nó hiểu cái gì? Nó có ngôn ngữ riêng của nó. Chứ con chim với con chó nó khác nhau về cái nghiệp lực, cái cấu trúc âm thanh nó khác nhau, làm sao nó cảm nhận nhau được, phải không? Nó không hiểu được đâu. Cho nên nói Phật dùng một âm mà nói tất cả pháp ở đây thì nó giống năng lượng là cái tâm giải thoát giác ngộ mà Đức Phật nó tác động đến tâm của người nghe hoặc là tâm của chúng sinh á thì nó ổn hơn. Còn dùng nếu chúng ta xét về chữ nghĩa là khó giải thích lắm ấy. Xét về góc độ ngữ nghĩa là khó giải thích. Nhưng cho nên chúng ta phải dùng một cái từ gì đó phải khác cái từ này thì mới diễn tả được cái năng lực phi thường của Đức Phật. Chỉ dùng cái chữ mà nhất âm ấy, là nó khó lắm, nó không đúng. Nhưng phải dùng một cái từ khác. Quan điểm 130. Thế Tôn diệt hữu bất như nghĩa ngôn. Tức là Thế Tôn cũng có những lời nói bất như nghĩa. Cái quan điểm này thì nó kỳ. Thế Tôn mà có lời nói bất như nghĩa là sao? Đức Phật phải nói tất cả đều có nghĩa mà tùy theo trường hợp. Đối với cái người mà có chân, Đức Phật phải nói như thế này. Đối với người không chân, Đức Phật nói như thế kia. Đối với người mù, Đức Phật nói cách này. Đối với người mắt sáng, Đức Phật nói như thế kia. Tùy theo cái căn tánh của chúng sinh mà Đức Phật là khai thị khác nhau để ta hiểu. Chứ còn nói rằng là Thế Tôn cũng có lời nói không đúng nghĩa thì nó có vẻ là không có tin và không có kính Đức Thế Tôn một cách tuyệt đối. Trong khi đó Đức Thế Tôn được xem là bậc là có tứ vô biện tài, thì tứ vô ngại giải, có từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại và biện tài vô ngại. Tức là có khả năng sử dụng tất cả các khái niệm nó phù hợp với cái nhận thức của con người, nó phù hợp với cái quy định của con người một cách rất là tốt. Rồi là giải nghĩa,
có nhiều cấp cạn sâu khác nhau. Rồi là có pháp nó tương ứng. Đức Phật luôn luôn sử dụng những cái những hình ảnh để dụ cho pháp, mà khiến người nghe khi nghe qua là tự nhận được thấy pháp nó như thế là thế. Rồi là biện tài. Cho nên cho rằng Thế Tôn cũng là nói không đúng nghĩa thì không biết trong trường hợp nào họ chứng minh được Đức Thế Tôn là nói không như nghĩa. Phải không? Đức Thế Tôn mà là nói không như nghĩa Đức Phật á, trời ơi, bậc giác ngộ viên mãn vậy mà sao là nói không như nghĩa. Quan điểm này nó hơi kỳ. Quan điểm 131. Phật sở thuyết kinh phi giai liệu nghĩa. Phật sở thuyết kinh tức là kinh do Phật thuyết. Phi là không phải. Giai liệu nghĩa đều là không phải, đều là liệu nghĩa. Quan điểm này nó ngược với quan điểm của Đại Chúng Bộ. Đại Chúng Bộ cho rằng là tất cả là Phật đều liệu nghĩa. Mà theo Sư Hoàng cho rằng là Phật là đều liệu nghĩa là ổn hơn. Liệu nghĩa là liệu nghĩa theo từng trường hợp. Liệu nghĩa theo từng là từng quốc độ, từng vùng miền văn hóa. Chứ không phải là, cho nên mới phân thành là có tục đế và chân đế. Tục đế là nó phù hợp với quy ước, cái nhận thức của xã hội. Còn cái chân đế là nó phù hợp với cái thánh lượng trí, là nó tuyệt đối giống như bạn, đúng với bản thể. Cho nên quan điểm này là kinh do Phật thuyết không phải điều liệu nghĩa. Quan điểm này là nó phổ biến và nó ảnh hưởng ghê gớm. Từ đó sau này các thầy đại thừa lấy ngay quan điểm này, cho rằng là kinh Phật là không phải liệu nghĩa. Kinh điển Nam Truyền, hồi đó chưa nói tới Nam Truyền mà nói kinh điển A Hàm thôi. Chúng ta bị nô dịch văn hóa của người Tàu ghê lắm. Cho rằng kinh điển A Hàm là bất liệu nghĩa, chỉ kinh điển Đại Thừa mới là liệu nghĩa. Nhưng mà thưa quý vị, đọc kinh Pháp Hoa đó, ông trưởng giả ông thương xót cái thằng con nó đương chơi ở trong nhà lửa, ông phải dụ ra, ông cho ba xe ra, ông chẳng cho xe nào, ông cho xe tối thượng thừa. Như vậy thì cái lời Phật lúc đầu tiên Đức Phật dụ đó cũng có phải là liệu nghĩa đâu, nhưng mà liệu nghĩa với cái trường hợp đó. Với cái trường hợp đó, mục tiêu là cái trường hợp đó làm sao mà khai tâm mở trí là được. Cho nên như cái điển Đại Thừa cho rằng mức là liệu nghĩa, mà trong kinh Pháp Hoa tam châu cửu vũ mấy đó thì cũng làm sao mà nó liệu nghĩa rốt ráo được. Tất cả đều phương tiện chứ. Cho nên cho rằng kinh Phật là không liệu nghĩa, quan điểm này theo Sư Hoàng không ổn quá. Liệu nghĩa tùy theo trường hợp ha. Liệu nghĩa tùy theo trường hợp. Chế Tôn Giả La Hầu La, mình đọc cái bài kinh, Sư Hoàng có cái cơ duyên đọc ba bài kinh. Tôn Giả La Hầu La giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala, lúc 7-8 tuổi à. Rồi lúc mà là đại kinh giáo giới La Hầu La lúc 18 tuổi. Rồi tiểu kinh giáo giới La Hầu La lúc hầm mấy tuổi, 23-24 tuổi. Ba bài kinh cũng là Đức Phật giảng cho một đối tượng, nhưng mà đối tượng có tâm lý lứa tuổi khác nhau. Đem cái bài mà đại kinh giáo giới La Hầu La giả như giảng ngược lại cho La Hầu La lúc 7 tuổi, hiểu cái gì? Đem cái bài mà tiểu kinh giáo giới La Hầu La giảng ngược lại lúc 7 tuổi, hiểu cái gì? Cho nên Đức Phật giảng là liễu nghĩa, nhưng mà tùy vào cái đối tượng của nghe pháp để nó phù hợp với cái trình độ nhận thức của vị ấy. Cho nên cho rằng là Phật tự thuyết hữu bất liệu nghĩa kinh, bởi vì chính Phật tự nói có những kinh không liệu nghĩa. Mà nói kinh không liệu nghĩa này á, thì dẫn đến người ta hiểu lầm rằng là Đức Phật nói nó không rốt ráo.
Đức Phật nói rốt ráo đối với đối tượng đó trong cái giai đoạn đó thôi. Mà kinh điển dụ là Nam truyền hay Bắc truyền gì cũng bấy nhiêu à, là rốt ráo, nhưng rốt ráo đối với đối tượng. Như bây giờ là trình độ của các thầy cô đây giờ năm tư nó khác với năm học lớp sơ cấp chứ. Cho nên lớp học viện năm tư nói khác, mà lớp sơ cấp mà đem những cái gì mà cao siêu quá nói, quý vị hiểu gì? Cho nên quan điểm Phật sở thuyết kinh phi giai liệu nghĩa, quý vị nếu mà có phân tích sau này không liệu nghĩa là không liệu nghĩa theo cái nghĩa là chân đế nó rốt ráo, nhưng chúng ta phải hiểu liệu nghĩa là liệu nghĩa theo cái cá tính, rồi cái căn cơ của đối tượng nghe, của hội chúng. Được như vậy thì khỏi khởi cái tâm chê bai cho Phật giáo Việt Nam mình thừa hưởng cái tâm là chê bai khinh miệt dữ lắm. Thì Phật giáo Việt Nam mình á, ngay cả kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp là bộ kinh mà sư Hoàng cũng thích á, bởi vì trong đó nó khơi gợi lên cái lòng tàm quý rất là nhiều. Nhưng mà rồi cũng chê bai, nói rằng là chê bai kinh điển, cũng có một cái đoạn nói rằng là giống như là học pháp không phải tôn trọng, không phải pháp đại thừa. Nói chung là cũng có cái tâm mà nó phân biệt đại thừa với nguyên thủy trong đó nó nhiều. Ở Việt Nam mình là nó bàn bạc vào trong kinh á, đọc kinh Đại Bát Niết Bàn nhiều khi với Hoàng Ráng đọc nổi luôn. Đại Bát Niết Bàn của đại thừa đọc không đọc nổi luôn á, mà phải kèm tâm dữ lắm mới đọc hết. Kèm tâm bởi vì thấy trong đó nhan nhản cái lời chơi bai. Mà sư Hoàng đọc kinh, nếu mà mới biết á, Đức Phật đôi khi cũng quớ để khai thị người ta, quớ để mà nhắc nhở người ta. Chứ nếu mà quớ để mà sân si á, Đức Phật cũng quớ. Ngồi đạo tới thỉnh Đức Phật 3 lần, bài kinh hành con chó, hỏi con sau khi chết rồi với cái hành này con tái sinh vào cảnh giới nào, Đức Phật im im. Đức Phật nói Đức Phật mà phải thỉnh 3 lần vậy á, Đức Phật biết cái tâm cầu thành khẩn tha thiết rồi Đức Phật mới nói. Cho nên dù cho ngồi đạo nữa, Đức Phật cũng không có chê bai người ta, mà nếu có khai thị nói ra sự thật cũng để vì mục đích là khai thị. Còn một số kinh điển rồi đọc vô mình thấy cái tâm nó phân biệt chê bai, nó có mặt ở khắp nơi, mình thấy nó tổn hại cái tâm của mình. Cho nên quý thầy cô mong rằng là sau này có giảng giải kinh pháp, đọc kinh pháp rồi cũng phải nghĩ làm sao đừng có tổn hại tâm mình và tổn hại cái tâm chúng sinh. Cái tâm mà phân biệt kỳ thị một cách nặng nề như thế là tổn hại ghê lắm. Quan điểm tiếp theo, quan điểm tiếp theo hết bài này hết rồi. Như vậy thì hữu bộ thì có tất cả 60 quan điểm theo cái cuốn Dị Bộ Tông Luân Luận. Theo các bộ pháp Phật giáo tiểu thừa thì nhiều quan điểm lắm. Như ở đây sư Hoàng chú là từ 57 đến 140, như vậy còn rất nhiều quan điểm. Dĩ nhiên là khó mà nói hết được quý vị. Bây giờ giống như sư Hoàng kêu quý vị mô tả những quan điểm đặc thù của Phật giáo Thiền Tông Độc Lập, phải không? Bây giờ bảo đảm á, là mỗi vị là mô tả liệt kê một cái bản không giống nhau đâu. Rồi xin lỗi mấy vị khất sĩ thôi chứ đừng nói với thầy. Hai cô này với ông sư Ngọc kia bảo rằng nêu những cái quan điểm nổi bật của hệ phái khất sĩ á, chắc gì nói trúng. Chắc gì nói trúng về nội dung và chắc gì mà liệt kê đầy đủ. Đúng không? Cho nên mình từ đây mình suy ra, Ngài Vasumira khi mà phản ánh cái quan điểm của hữu bộ thì phản ánh ở một mức độ nào đó thôi, chứ không thể một cách đầy đủ. Muốn nghiên cứu đầy đủ thì phải nghiên cứu Đại Tỳ Bà Xá Luận 8 tập trên dây cùi đó,
đọc mệt luôn. Đọc giống đôi khi cũng cảm thấy sao nó không có interesting gì hết, không có thích thú đọc á. À, nhưng mà rồi ví dụ như mình cần nghiên cứu phải đọc, đọc là thấy sao nó không có cảm giác là nâng cái tâm đạo mình, mà thấy sao nó rét rối. Có những cái bộ sách mà mình đọc mình mê, nhiều khi đó là những tự truyện thôi, mà mình sao thấy mỗi lần đọc nó dẫn dắt cái tâm mình từ phàm đó, nó nâng lên. Còn những cái bộ sách mình đọc thấy nó mệt mỏi, à, cái đó là sự thật đấy, phải không? Đây là kinh nghiệm học với ai cũng vậy thôi. Thì quan điểm hữu bộ căn bản là vậy, gồm có 60 quan điểm.